Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hung Can TV. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ tới với phiên bản OB41, một phiên bản có rất nhiều điều mới mẻ và nâng cấp thú vị. Hung Can TV sẽ tiếp tục cập nhật cũng như cung cấp những thông tin thú vị về Free Fire nhất. Thế nên các bạn đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin thú vị nhất về Free Fire nha. Trước khi bước vào video của những cập nhật độc lạ nhất phiên bản OB41 ngày hôm nay, các bạn đừng quên sẽ có một câu hỏi để tìm ra ID may mắn nhận 5 phần quà tới từ Hung Can TV trong mỗi video nha. Anh em nào có câu trả lời hay nhất, nhiều like nhất sẽ tăng tỷ lệ được nhận quà, và đặc biệt là phải like và đăng ký kênh đấy. Câu hỏi của số lần này là: những súng nào dưới đây được tăng sức mạnh trong phiên bản OB41? A là AK, B là Famat, C là Groza và D là cả 3 phương án trên. 5 ID may mắn nhất nhận được phần quà là khi có câu trả lời đúng với câu hỏi, đăng ký kênh và like video này đấy. Đừng quên, câu trả lời cũng sẽ có luôn trong video và nhớ là phải xem hết thì mới biết được. Còn ngay bây giờ, những nâng cấp thú vị nhất tại phiên bản OB41, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nào. Đào huấn luyện được nâng cấp cực khủng, xuất hiện bot di động chạy siêu nhanh. Người chơi đoán chắc cần nhiều dung lượng lắm đây. Ui, đào huấn luyện mới OB41 trông cực kỳ xịn mịn luôn các bạn ơi. Đây mới là đào huấn luyện chứ. Các mục tiêu trong phòng sẽ không còn là các bia bắn đứng yên nữa, mà sẽ là các con bot di chuyển liên tục. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cho các mục tiêu trên như là tăng tốc độ này, tăng số lượng này, khoảng cách. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thêm trang bị cho các mục tiêu như là mũ giáp hoặc là lượng máu. Hoàn toàn tự do di chuyển trong khu vực tập bắn để thay đổi khoảng cách tùy ý. Chắc chắn phiên bản này sẽ tốn nhiều dung lượng đây. Fan tử chiến Free Fire OB41 phải học chơi lại từ đầu. Xuất hiện thính nâng cấp, game 1 cầm Groza X là có thật. Hòm thính nâng cấp sẽ thay đổi hoàn toàn lối chơi của tử chiến OB41 đã quá quen thuộc với chế độ sinh tồn, nhưng lần đầu tiên xuất hiện trong tử chiến. Hòm thính này sẽ có tận 4 cấp độ nâng cấp, với mỗi đợt nâng cấp sẽ mất tầm 15 giây. Như vậy, để mắc thính sẽ rơi vào tầm 1 phút để phun đồ, gần hết thời gian một trận tử chiến rồi. Trong hòm sẽ có rất nhiều trang bị ngon như là Groza X này, M1887X này, mũ, giáp, nên việc game 1 cầm súng là quá điều bình thường luôn. Bên cạnh đó thì vị trí của hòm thính cũng sẽ thay đổi cực mạnh để hai bên đều có thời gian ngang nhau chiếm lấy lợi thế, thậm chí chẳng cần mua vẫn có súng ngon để chơi. Hiệu ứng kết liễu hoành tráng như thanh gươm diệt quỷ, OB41 một kiếm một mạng nhanh hơn cả Raphael rút máu đấy. OB41 vũ khí cận chiến kiểu lưỡi hái hay kiếm sẽ là vua của mọi loại vũ khí luôn. Vì kết hợp cùng thanh gươm diệt quỷ nên hiệu ứng kết liễu của các vũ khí cận chiến cũng sẽ thay đổi vô cùng hoành tráng và đẹp mắt. Chỉ cần bắn gục đối thủ, ngay lập tức sẽ có một nút kết liễu hiện lên để bạn có thể một đao đoạt mạng kẻ xấu số. Vừa nhanh vừa đẹp, lại đơn giản hơn súng rất nhiều. Nếu như ngày xưa phải dùng súng vừa ồn ào vừa mất thời gian thì bây giờ một nhát là xong. Bên cạnh đó có rất nhiều icon kết liễu cũng đã được tìm ra trong bản test OB41. Rất có thể trong tương lai những chiêu thức kết liễu này bạn sẽ phải dùng kim cương để sở hữu trong cửa hàng. Cực sốc, Free Fire thêm một cách hồi sinh nữa tại OB41, không cần xu, không cần điểm hồi sinh luôn. Đồng đội bỏ lại bạn một mình trên bản đồ ư? Bạn hết xu và ở quá xa điểm hồi sinh? Đừng lo, đã có Kiêu Hùng cứu bạn. Thẻ hồi sinh không tốn tài nguyên trong phiên bản OB41. Đến máy bán hàng gần nhất, chọn Kiêu Hùng cứu bạn và trốn đi ngay. Vì sau khi kích hoạt thẻ này, vị trí của bạn sẽ được báo cho toàn bản đồ, dễ dàng trở thành mục tiêu đi lẻ để mấy team khác tìm tới. Nhưng đừng lo, chỉ cần trốn đủ thời gian, những đồng đội của bạn sẽ ngay lập tức được hồi sinh và không tốn bất kỳ tài nguyên nào.
lưu đạn M79 sẽ phế hoàn toàn ở OB41, giáp nano siêu chống nổ tới 500 sát thương, bắn mãi không nằm. Không biết có bạn nào ở đây hay dùng lựu đạn và M79 không? Vì OB41 sẽ có một tin buồn dành cho các bạn đấy. Chia buồn cho anh em nào hay dùng vũ khí nổ như M79 hoặc lựu đạn nha. OB41 sẽ ra một giáp nano, một lớp bọc cho giáp thường, có thể chống nổ và hồi phục độ bền giáp và sạc lại ngay ở máy bán hàng. Các bạn có thể thấy trong phiên bản thử nghiệm dưới đây, tại OB40, giáp thường ăn lựu đạn thì vẫn nổ bình thường, nhưng giáp nano sẽ không mất bất kỳ một giọt máu nào, khiến lựu đạn hay M79 đều phế và không thể hạ địch trong một phát bắn được. Tiếp theo là test súng cũng sẽ thấy điều tương tự, giáp nano sẽ đỡ cho bạn khoảng hơn 200 sát thương trước khi bắt đầu trừ giáp và máu của bạn. Bạn nghĩ sao nếu giáp nano đỡ tới 400 sát thương như vậy? Nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết nhé. Free Fire OB41 giảm sức mạnh cực lớn của AC80, AK, Groza đều lên thớt. OB41, AC80 bị trừ 20% băng đạn, trừ thêm 20% tốc bắn và chỉ cộng thêm 20% sát thương tối thiểu thôi. AK sẽ tăng 15% sát thương và thêm 30% sát thương tối thiểu. Famas sẽ quay trở lại với thêm 10% xuyên giáp, 50% tốc bắn nếu bật tâm và 10% sát thương khi dùng ống ngắm. Groza được tăng 80% xuyên giáp và cuối cùng là SKS được tăng nhiều sức mạnh nhất với 40% sát thương tối thiểu, 60% băng đạn, 20% tầm xa, 50% tốc độ ngắm bắn và được tối ưu độ chính xác khi bật ống ngắm. Duy chỉ bị trừ đi 20% tốc độ thay đạn thôi. Có khẩu súng nào là súng tủ của bạn được tăng hay giảm sức mạnh không? Nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết. Hôm 10 tháng 8 này, cập nhật OB41 có súng luôn lúc vừa nhảy dù xuống, trốn trên mái nhà sẽ bị đánh dấu ai cũng nhìn thấy đấy. Tại phiên bản mới OB41, không có góc nào bạn có thể trốn ở trên cao được nữa, vì cứ trèo cao bạn sẽ bị đánh dấu cho mọi đối thủ xung quanh giống như Moco vậy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, chỉ cần trèo cao, ngay lập tức bạn sẽ bị xuất hiện một mũi tên màu cam ở trên đầu mà ai cũng có thể nhìn thấy, kể cả dùng Maro tấn công thì vẫn tăng đam như bình thường. Thế nên, gần như chẳng thể trốn được ở đâu trong phiên bản OB41 nữa cả, đặc biệt là trên cao. Bên cạnh đó thì nhảy dù xuống, bạn sẽ cầm ngay một khẩu lục đôi để đỡ mất công tìm súng, tha hồ lao vào kho báu với kẻ địch luôn. Mà đừng quên, mùng 10 tháng 8 sẽ là ngày cập nhật chính thức ở phiên bản OB41 đấy nha. Nên anh em cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Anh em có thích hai nâng cấp bị đánh dấu khi đứng trên cao và cầm súng luôn khi vừa nhảy dù xuống hay không? Đăng ký kênh và để lại bình luận ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết. Thanh gươm diệt quỷ hé lộ diện tất cả trang phục kết hợp cùng Free Fire. Dân mạng ối dồi ôi, vì có cả âm trụ ten gen. Phải nói rằng Free Fire kết hợp cùng Thanh gươm diệt quỷ, bộ manga số 1 thế giới, đang được rất nhiều sự quan tâm. Lộ diện những hình ảnh đầu tiên về tạo hình các nhân vật cực sát nguyên tác. Đầu tiên là Nezuko với chiếc áo hồng quen thuộc cùng ống tre chứ danh. Thứ hai là Tanjiro nhưng vẫn giữ được hình xăm phía trán. Thứ ba là Inuzuke, hoang dã và body cực cháy. Thứ tư là Zenitsu với màu vàng đặc trưng. Cuối cùng không thể bỏ qua sự hào nhoáng như bước ra từ truyện tranh của âm trụ Tengen. Các bạn có thích tạo hình này của Thanh gươm diệt quỷ không? Nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết. OB41 mở kho vũ khí không cần chìa khóa, trượt khinh khí cầu trở lại. Các bạn có hay mất công mua chìa khóa mở kho vũ khí hay không? Nhưng ở phiên bản OB41, bạn sẽ không mất bất kỳ một chìa khóa nào. Chỉ việc đứng trên kho vũ khí một khoảng thời gian thôi là nó sẽ tự động mở. Đổi lại, bạn sẽ bị đánh dấu trên bản đồ như điểm hồi sinh vậy. Mọi đối thủ đều có thể nhìn thấy bạn mở kho trên bản đồ, khiến cuộc chiến sẽ trở nên nguy hiểm hơn cực kỳ. Bên cạnh đó, trượt khinh khí cầu cũng sẽ trở lại. Bạn có thể đứng ở địa điểm neo khinh khí cầu, trượt lên, lấy đồ hoặc thậm chí là giao tranh ở đây luôn. Tính năng cực kỳ thú vị. Theo các bạn thì các bạn thích lấy đồ ở trạm vũ khí không cần chìa khóa hơn hay lấy đồ trên khinh khí cầu hơn? Cực sốc, skin súng cộng 10 sát thương cực cháy bán bằng vàng tại OB41, chỉ số cộng 2 hay súng nâng cấp tưởng đã là quá khủng rồi. Đây là hàng loạt các skin súng tại OB41, tất cả đều mở bán bằng vàng.
với giá chỉ 150 dành cho súng ngày và 1.500 tới 3.000 cho súng vĩnh viễn, khiến người chơi bất ngờ. Bên cạnh đó, chỉ số của súng còn làm cho các bạn sốc hơn. Skin súng M60 cộng 5 sát thương cộng 2 tốc chạy, skin Scar cộng 10 sát thương cộng 2 tầm bắn. Nếu Free Fire ra chỗ skin súng bán bằng vàng này, anh em có muốn thử không? Hóa ra đây chỉ là skin đặc biệt dành riêng cho chế độ zombie mới và chỉ áp dụng khi chơi zombie thôi nha. Vàng mua súng cũng chỉ xuất hiện khi anh em chơi chế độ này. Anh em nghĩ sao nếu skin súng này được áp dụng vào sinh tồn và tử chiến? Đăng ký kênh và để lại bình luận ngay xuống bên dưới để bọn mình cùng biết. OB41 Voco có thể đánh dấu nhiều mục tiêu cùng lúc. Skyler được tăng sức mạnh nhẹ, rất nhiều nhân vật được thay đổi và khả năng trở lại cực mạnh tại phiên bản OB41, như Skyler được tăng thời gian bùng nổ lên 6 giây, thời gian hồi giảm xuống 40 giây. Các bạn thích Skyler mới hơn hay Skyler cũ đặt keo hồi máu nhỉ? Nếu thích Skyler hiện tại, hãy ấn vào nút đăng ký kênh. Còn nếu thích Skyler cũ đặt keo hồi máu thì ấn ngay vào nút like nha. Bạn nào tham gia vote, nhớ comment ID ngay xuống phía dưới để nhận một phần quà về tài khoản của mình đấy. Trong vòng 3 giây, hãy đưa ra lựa chọn. 3, 2, 1. Tiếp theo là Moco, giờ có thể đánh dấu nhiều mục tiêu một lúc. Unreal thức tỉnh, đi giảm khả năng chống chịu xuống 10%, giảm giáp cộng thêm cùng đồng đội xuống 5%. Sunny giờ có thể tạo lá chắn cho đồng đội khi sử dụng kỹ năng chủ động. Antonio sẽ có thêm 40 máu ảo ở đầu game, tự động tái tạo lại kết thúc giao tranh. Các bạn thích nhân vật nào được thay đổi nhất? Đăng ký kênh và để lại bình luận ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết. Top 5 những nâng cấp khủng nhất OB41 mà các bạn cần biết. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, mùng 10 tháng 8 chúng ta sẽ có phiên bản OB41 bùng nổ giao tranh sinh tồn tới giây cuối cùng. Với top 5 đầu tiên sẽ là hàng loạt các nhân vật được chỉnh sửa để có lá chắn như Antonio hay Shani, hoặc thậm chí là đặt keo hồi máu như Nairi để bạn có thể trâu hơn, giao tranh nhiều hơn. Top 4 chính là hàng loạt các súng trường như AK, Groza, Famat, vừa dễ chơi, tăng sức mạnh cực kỳ đáng nể ở phiên bản này, nên thử nhá. Top 3 chúng ta sẽ bắt nhà ma cổng trời, nhưng bù lại các bạn sẽ có hồ bơi mới này, biệt thự mới này, bãi gửi xe mới rộng hơn, tha hồ mà giao tranh. Thay đổi top 2 của chúng ta chính là hòm thính nâng cấp, đứng càng lâu đồ càng ngon. Top 1 chính là hồi sinh thả ga, không sợ tim gà khi có kiêu hùng cứu đội. Chỉ cần bạn lầy lội trốn đủ thời gian, ngay lập tức cả team sẽ đứng dậy càn quét mọi kẻ địch cực đỉnh. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu top những nâng cấp đỉnh cao siêu cấp khủng khiếp nhất, nóng hổi nhất của Free Fire phiên bản OB41 rồi. Các bạn nghĩ sao về top nâng cấp này? Hay có bổ sung gì thêm thì nhớ comment ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết nha. Đừng quên đăng ký kênh Hùng Cam TV để bọn mình ra thêm nhiều video hay và thú vị hơn nữa trong tương lai đấy.